Ok, còn bài hát rất là dễ thương của quý vị. Ai mà đang yêu nghe bài này là giá nào cũng phải dính nè. Ok, bây giờ là mới tới bài này mới là thê thảm nè. Ok, quý vị, một bài hát cũng rất là nổi tiếng của nhạc sĩ Lâm Phương. Quý vị cùng lắng nghe nhạc phẩm mang tên Khóc Thầm. Quý vị cùng lắng nghe xuống. Thank you.
làm chiếc cả đường.